Hạm trưởng và hạm phó chiếc khu trục hạm USS John McCain vừa bị giải nghiệm hôm thứ Tư với lý do là cấp chủ huy mất tin tưởng nơi họ sau khi xảy ra vụ chiến hạm này và một tàu dầu đụng nhau gần Singapore hồi tháng 8. Nguyên do xảy ra tai nạn hôm 21 tháng 8 này hiện vẫn đang được điều tra, nhưng Hải quân Mỹ cho hay đây là điều lẽ ra đã có thể tránh được. Bản thông cáo của Hải quân Mỹ cho hay hạm trưởng Trung tá Alfredo Jane Sanchez và hãm phó trung tá Jesse Leo Sanchez được chuyển qua sang nhiệm vụ khác. Vụ đụng tàu này làm thiệt mạng 10 thủy thủ Mỹ và làm bị thương 5 người khác. Đây là một trong những mấy tai nạn xảy ra trong khu vực khiến tạo ra lo ngại về an toàn và khả năng hoạt động hiệu quả của các chiến hạm Hải quân Mỹ. Tuy nhiên, bản thông báo của Hải quân Mỹ cũng nói rằng có bằng chứng cho thấy việc đụng tàu là đều có thể tránh được. Hạm trưởng có phán xét sai lầm và hạm phó có khả năng chỉ huy kém trong chương trình huấn luyện của chiến hạm.